Hello everyone, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube và podcast của You Speak English. Mình là Hiếu Ngô từ You Speak. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề những mẫu câu trong giao tiếp giúp bạn thể hiện được sự tự tin của bản thân. 20 câu luôn đó nha. Các bạn có biết sao không? Đó là câu chính là đơn vị cơ bản của giao tiếp, nên việc hướng dẫn câu như thế này cùng với việc lặp đi lặp lại. Các bạn hãy mở lên ở nhà nghe thật nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần để đi vào trong tiềm thức, thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng được những câu này một cách thành thạo cho việc nghe nói và giao tiếp của các bạn. Dành cho những người lần đầu tiên đến với kênh YouTube của bọn mình thì hãy subscribe kênh và like video để giúp cho video của mình được hiện lên trên để nhiều người cùng vào học hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với video ngày hôm nay với mẫu câu đầu tiên. Bạn có thể yên tâm, tôi sẽ làm được. Hoặc là mình nói với sếp của mình, chị, anh hãy yên tâm, em sẽ làm được. You can rest assured, I will make it. 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 Câu số 2, tôi nhắm mắt cũng có thể làm được cái chuyện đó, có nghĩa là việc đó rất là dễ dàng, tôi rất là tự tin để làm được nó. I could do that with my eyes closed. 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 Câu số 3, tôi có thể làm được việc đó. Rất đơn giản, đó là I can do it. Hoặc là I can do that. I can do that. I can do that. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. Đơn giản thôi, simple. Quá đơn giản, ví dụ ai đó nhờ mình làm chuyện gì đó, kêu mình làm chuyện gì đó, mình kêu là đơn giản thôi. Simple. 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 Câu số 5, dễ như ăn bánh vậy. Thì thường người ta sẽ nói sao? A piece of cake. A piece of cake. A piece of cake. A piece of cake. Learning English can be a piece of cake. Việc học tiếng Anh dễ như ăn bánh vậy. A piece of cake. Câu số 6, tôi rất thành thạo việc này. I am an old hand at this. Có nghĩa là bàn tay cũ, có nghĩa là mình đã làm chuyện này thành thạo rồi, quen tay rồi ha. I am an old hand at this. I'm an old hand at this. I'm an old hand at this. I'm an old hand at this. Câu số 7, đó là việc của tôi. It's my job. Có nghĩa là tôi quen với việc này rồi ha. It's my job. It's my job. It's my job. It's my job. Câu số 8, tôi rất giỏi việc này. I am good at this. Good đi với at, nhớ từ at nha các bạn. I'm good at this. I'm good at this. I'm good at this. I'm good at this. Câu số 9, hãy tin ở tôi. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. Câu số 10, tôi hoàn toàn chắc chắn là mình sẽ thi đậu. I am absolutely sure that I will pass the exam. Thì trong trường hợp thi đậu thì mình là dùng ở phía sau là I will pass the exam. Nhưng mà ví dụ mình dùng những trường hợp khác thì mình hãy dùng cái câu đầu tiên rồi mình ráp cái câu khác ở phía sau. I am absolutely sure that I will bla 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 bla. I am absolutely. Absolutely là hoàn toàn. Rồi mấy bạn đọc nha. I am absolutely sure. Chắc chắn ha. I'm absolutely sure that I will pass the exam. I am absolutely sure that I will pass the exam. I'm absolutely sure that I will pass the exam. Câu 11, tôi chắc chắn là sẽ thành công. I am certain of my success. Success ở đây là danh từ. I am certain of my success. I am certain of my success. I'm certain of my success. Câu 12, tôi cá là tôi có thể giành được giải nhất. I will bet I can get the first prize. I will bet I can get the first prize. I will bet I can get the first prize. I will bet I can get the first prize. Mình bắt đầu bằng I will bet bla 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 bla. I will bet I can get the first prize. Câu 13, tôi chắc chắn 100%. Mình rất là sure, mình rất là chắc chắn chuyện gì đó. I am
100% certain. I am 100% certain. I am 100% certain. I am 100% certain. Câu 15. Tôi tự tin về khả năng của mình. I am confident in my capability. Rồi, khả năng là capability. Capability. Tự tin là confident. I am confident in my capability. I am confident in my capability. Câu 16. Tôi có thể xoay sở được việc đó. I can manage it. I can manage it. I can manage it. I can manage it. Câu 17. Việc đó nằm trong khả năng của tôi. It's in my ability. It's in my ability. It's in my ability. It's in my ability. Câu 18. Nhận thức tiêu cực về bản thân giống như vừa lái xe qua cuộc đời vừa hãm phanh. Có nghĩa là đừng có nghĩ tiêu cực về bản thân quá. Được chưa? Low self-esteem. Là lòng tự trọng đó. Low self-esteem là lòng tự trọng thấp ha. It's like driving through life with your handbrake on. Cái này á, là nhận thức tiêu cực hoặc là cái lòng tự trọng, lòng tự tôn thấp á, thì cũng giống như là cái việc là mình lái xe qua đường mà mình vừa hãm phanh lại, vừa lái mà vừa hãm phanh thì nó không đi tới đâu cả. Rồi, câu này giống như một lời khuyên ha. Low self-esteem is like driving through life with your handbrake on. Low self-esteem is like driving through life with your handbrake on. Câu 19. Hãy tự tin. Đừng có kiêu ngạo. Tự tin chứ không phải là tự cao ha. Rồi, vậy thì be confident, not arrogant. Be confident, not arrogant. Be confident, not arrogant. Cũng giống như một lời khuyên cho người khác đó. Và câu 20, tự tin là bước đầu tiên trên con đường dẫn đến thành công. Confidence in yourself is the first step on the road to success. Confidence in yourself is the first step on the road to success. Confidence in yourself is the first step on the road to success. Các bạn thấy không, sự tự tin quyết định rất nhiều trong tâm lý của chúng ta. Hãy tự tin lên để học tiếng Anh nha các bạn. Bởi vì việc học tiếng Anh giải quyết được 70% là vấn đề tâm lý của các bạn, thì các bạn có thể học được nó rất là dễ dàng. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ like video của mình cũng như subscribe kênh của bọn mình để đón nhận những video vào thứ tư và chủ nhật nhé. Bye bye!